MC Quyền Linh lên tiếng khi chưa nhận được danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Xuất phát điểm bằng số 0, MC Quyền Linh thấy bản thân đã nỗ lực nhiều thế nào. Anh hạnh phúc khi được khán giả thương yêu gọi anh là người nghệ sĩ của nhân dân bởi những gì đã công hiến cho hoạt động thiện nguyện. Sau 30 năm hoạt động nghệ thuật, MC Quyền Linh chia sẻ về việc chưa nhận được danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, các danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Nghệ sĩ nhân dân nếu được nhà nước phong tặng thì tôi hạnh phúc, còn nghệ sĩ của lòng dân do người dân, do khán giả tặng, tôi cũng trân trọng lắm. Bản thân tôi không màng đến những danh hiệu, chỉ mong muốn khán giả yêu thương, ủng hộ trong các chương trình thiện nguyện là đủ vui lắm rồi. Nam MC bộc bạch cuộc đời anh bắt đầu từ số không đi lên, trải qua nhiều hỉ nộ ái ố, hào quang trong cuộc sống. Hiện tại anh nói không mang điều gì, chỉ muốn các chương trình thiện nguyện thành công, làm gì để tạo sự thuận lợi cho người nghèo. 30 năm cũng là con số Nam MC gắn với các chương trình thiện nguyện, Quyền Linh tự nhận đó là số của mình. Tôi từng nghĩ giá như ngày xưa có những chương trình như thế này thì cũng đỡ khổ hơn nhiều nhưng nhờ vậy tôi thấy được những nỗ lực của mình dữ dội cỡ nào. Khi tôi tương đối có chỗ đứng, tôi lại tiếp tục thực hiện các chương trình ý nghĩa như thế này để trả ơn đời, trả ơn những gì diễn ra trong cuộc sống. Quyền Linh bộc bạch, trưởng thành từ gia đình nghèo khó, Quyền Linh phải trải qua nhiều vất vả để gây dựng sự nghiệp và có được thành quả hôm nay nên có cách dạy con đặc biệt. Nam Mắc cả khẳng định các con chịu sự giáo dục từ gia đình. Đặc biệt là mẹ các bé gần như theo con 24 trên 24. Gia đình chỉ mong các con là người bình thường, sống trong một gia đình hạnh phúc là được cũng không muốn trở thành ông này bà nọ hay giàu có gì hết bởi tôi thấy cuộc sống này chỉ cần hai chữ bình an anh nói mc quyền linh muốn hướng các con theo con đường học là chính bởi giới nghệ thuật có nhiều thăng trầm anh không muốn con vào sâu bít. dẫu vậy anh cho rằng cuộc sống không thể biết trước được điều gì vì vậy nếu con chọn đi đường nào anh đều ủng hộ quyền linh thường xuyên dạy hai con gái hiểu và quý trọng giá trị của sự lao động cũng như san sẻ yêu thương với những người xung quanh những ngày cận tết gia đình nam mc thường xuyên có các buổi thiện nguyện ở địa phương dành tặng những phần quà cho mảnh đời khó khăn